mình quay cho anh em xem một cái khúc cảnh ha. Nè, hồ Đa My này nè. Đây có một con đường mình không biết đi đâu ha. Nó đã luôn. Mình quay một cái video nha. Đi về khúc cái đây. Anh em mình ở từ quốc lộ 20 trên núi đã trên đồi Mai Lộc Thành xuống mọi người. Thì tụi mình đi tiếp quốc lộ 55 để mà tụi mình trải nghiệm cho mấy anh em này trải nghiệm cái đèo Đa My Tà Bao nha mọi người. Đa My, đổ đèo Đa My xuống ngay Đức Mẹ Tà Bao. Nói chung là để coi tình hình thế nào, nếu mà được thì anh em mình sẽ ghé vô cà phê Đồi Sim ngồi làm đi cà phê anh em. Còn mà nếu mà không ổn thì anh em mình đi. Thì nói chung thì để coi tình hình sao anh em. Vắng thì anh em mình sẽ ghé, còn đông quá chắc anh em mình không có ghé đâu anh em. Ghé bớt cho nó đỡ ảnh hưởng xíu. Tại vì bây giờ nhiều khi cũng sợ sợ mấy anh ập vô, mấy anh lụm mọi người, mệt lắm. Nói chung mình đi tới đâu rồi coi tình hình sao tính tiếp ha. Chứ anh em mình cũng không có đặt cái lịch trình cụ thể này. Kể như không có phải gò bó nhau á, cứ thoải mái. Cái đoạn này sau này nó sửa lại nó xấu ghê anh em. Đang làm đường lại. Giờ chạy dần xuống đó đi, vô trong tới chỗ đèo Đa My mình quay cho anh em xem ha. Tại đường vô thì nó cũng xấu quá anh em. Thì từ bây giờ con không biết nói cái gì hết anh em hết. Bây giờ đổ đèo mình sẽ quay cho anh em xem nhiều hơn. Bên đây không khí lạnh đó anh em. Chạy mà nhiệt độ máy nó có 4 mấy độ rồi. 4, 7, 5, 7 độ anh em. 5, 7 độ C. Quá mát. Để xem thì nó khoảng 4.000 nó tăng nhiều lắm nè. Ok anh em, mình đổ dần xuống Đa My Tà Bao nha anh em. Đang ở Lộc Nam nha anh em, đường quốc lộ 55. Thì bắt đầu vô chuẩn bị lên đèo rồi nè anh em. Wow, giống con chó của mình ghê anh em. Nhà mình có con chó cái màu y vậy á. Đen trắng ở bụng. Thì cái đoạn này lúc mình chạy mình có cán con chó nè. Nhưng mà nó té xuống rồi nó đứng lên nó vô. Không sao, có nghĩa là tán qua thôi chứ không phải là cán lên nè. Tán con chó. Chạy tán vô các chân á. Thì khi anh em thấy con chó đỡ mà anh em sợ ủi nó. Thì anh em cứ đi thẳng nha. Chứ anh em đừng có. Cây thông cô đường. Cây thông cô đường. Bây giờ đổ thẳng vô nha, cái này gọi là cây thông cô đơn nè. Hả? Ủa hả? Qua cầm này đi. Ok anh em, đây lên đó thì đường đẹp anh em. Qua bơ nè. Nha anh em. Chưa đâu anh em, cái này như là chưa phải là gọi là đèo Đa My đâu. Đây là bắt đầu đầu đường vào thôi, ngay chỗ Lộc Nam vào thôi anh em. Đèo Đa My rồi thì nó đẹp hơn anh em. Đường này hơi xấu, hôm qua nó cũng hơi ghê. Nhưng mà cái loại nhựa nhám này nó bám đường hơn anh em. Nó bám đường nhưng mà có một cái là khi mà nó tưng á, nó chọc anh em đi thôi, chứ thực tế là nó ok lắm anh em.
2 mình đi đường này nha anh em. Qua cát trên đồi nó chảy xuống nè anh em, xem anh tặng không trời, nó múc mà nhìn xuyên qua luôn kìa anh em, nó có một cái lỗ nhìn xuyên qua luôn kìa, ghê không, múc riết chuẩn bị mất luôn cái cục đất rồi anh em. Sâu vô kia nó mới đẹp hơn anh em, đây nó hơi xấu. Qua wow. Chạy sát cái lời ghê lắm nha, nó chưa có đứt quang bên em. Thôi thôi thôi, rút kinh nghiệm không dám chạy sát lời nữa anh em ơi. Thấy như cái đường sạch thực tế không có sạch nha anh em, cát không à. Xe mà đi đổ đúng vòng tua này kia anh em, qua số nó mượt lắm. Bình thận nha anh em. Wow. Đường ướt chạy sớ ớn quá anh em ơi. Sẽ có những cái điểm để cái đít xe nó cứ chợt chợt ghê trời. Đi đường thẳng mà nó chợt anh em. Có cái đường cái chỗ để anh rửa xe. Làm nguội bố thắng rồi anh em. Thì hầu hết những cái đèo là đều có hết nha anh em. Đèo thấy ít xe tải đi là ok nè. Chạy vừa sức anh em ơi. Đi trước rồi, mình đi sau lưng mình quay video. Thật cua quá phê anh em ơi. Wow, cả các giờ sọc sướng thiệt nhưng mà nguy hiểm nha anh em. Thì khúc nào đẹp thì lên cạ thôi nha. Còn cái khúc này cát đất nè, hạn chế bớt anh em. Rồi đã thiệt. Những cái đoạn đường đẹp như thế này á, em lên trải nghiệm ha. Mình nhớ có một cái đoạn nó đi xuyên qua rừng trúc này kia nữa anh em. Anh em đừng có để giãn đàn xa quá. Rồi khi tí anh em đẩy lên một mình á, anh em sẽ không có chạy được lên như thế này đâu anh em. Nó cảm giác nó ghê lắm. Anh em thích hơn cua anh em đi trước. Bữa nay mình nghe cái xe mà nó trơn lắm anh em, cái vỏ nó tới lắm rồi, mình nghe nó chợt ghê lắm nên thôi mình đi sau.
ghê thiệt, cái cua trời ơi lâu lâu nó có cái cua xuống thiệt trời. Anh em nhớ cái kỹ thuật đi đèo chưa? Về số trước cua ha, hồng vô cua điện ga nha anh em, điện nhẹ ga lên cho nó bám đường nha. Wow, cái cua nguy hiểm nè, cát câu là cát. Ôi trời ơi, mình thả ra cái đít mà nó chào ông lên anh em, kinh thiệt anh em, ghê quá đi anh em ơi. Đam mê hơn em, đây là đều đam mê nha. Và gió lớn lắm. Đứa làm tấm hình chơi, gắn cái GoPro cái anh em ơi, đợi gắn cái GoPro cái lại đây nè. Gắn cái GoPro quay thêm một góc nữa cho anh em xem cho nó vui vui xíu. Sình giang hả? Chạy châu Huy đúng không? Chạy đâu hả? Ai biết gì nữa, tôi kiếm chỗ chụp hình chắc. Ok anh em, cái view đẹp quá trời nè. Bây giờ anh em mình đi tiếp ha. Mình sẽ làm một cái góc quay. Đây là hồ Đa My nha anh em. Mình sẽ làm một cái góc quay. Đây anh em thấy không? Quay thêm ha, cho nó vui vui xíu nha nè. Xe đời sao nó hay ghét. Rồi, bật góc quay lên quay nha nè. Rùng quá nè em ơi. Wow, rùng quá nè em. Không biết nó chống rùng có nổi không nữa, nhưng mà thấy nó rùng lắm á. Cứa đồng đội của mình nó phai kìa. Rung dữ rồi trời. Đường đẹp mà rung tới cỡ đó anh em. Cà phê xong ra đi rồi bắt phai. Bây giờ mình ghé quán cà phê rồi xin. Quá đã đi mà. Ê trời ơi, ngó cái đường đó, tích chạy lên trên đó rồi ông nội ơi. Đường cứu nạn cứu hộ nha anh em. Chật chật sao anh em, ghê lắm anh em ơi. Wow, đã
dần xuống cà phê đội sim nha, ghé cà phê uống một lần cho biết. Qua wow, góc quay của mình nó bị nhảy xuống luôn nè, siết cho cứng lại rồi. Ok, trời ơi mấy thanh niên, đây đây là cà phê đội sim nha nè, ghé làm ly cà phê. Wow, trải nghiệm uống cà phê ở đây nha anh em. Uống cà phê đi rồi ra kia chạy. Thì cái view này mình thấy anh em đăng lên suốt à, mà mình chưa có được ghé đây bao giờ hết. Lần này lần đầu tiên mình ghé đây uống cà phê nè. Ừ. Wow, trải nghiệm cà phê đồi sim ha. Đây là cái view cà phê đồi sim anh em. Thì đó là một cái đường đèo anh em. Chiêu dữ chưa? Chiêu dữ chưa? Hôm nay đẹp hơn là cà phê đồi chiêu nè. Thôi ngồi đi anh em, làm ly nước ha. Check in tấm hình nha anh em. Ok anh em, thì mình đang ngồi cái cà phê đồi sim nha anh em. Wow, người ở đây uống cà phê sữa giống mình nè anh em. Cà phê, nói chung cà phê ở đây ngon lắm. Anh em lên đi trải nghiệm thử nha. Cà phê sữa đá, ngon lắm anh em. Nói chung là thấy ngon lắm. Thì thường anh em coi ok mà anh em mới ghé. Dị nhỏ xíu sẽ là một nhịp. Rồi. Ở đây nói chung cái view ở đây cũng đẹp quá nè. Hôm nay dính cái chỗ trời xém mưa cho nên là mây hơi nhiều. Với lại nó hơi tại anh em. Thật tình là cũng ok đó, mình thấy mấy anh em ghé đây chụp hình check in được nhiều lắm mà mình chưa được ghé. Lần này là lần đầu tiên mình ghé ha. Thì mình đi qua đây là ngày lần thứ hai nhưng mà lần đầu tiên mình ghé nè. Nói chung là ok đó nè, view ok lắm. Cái đây có một cái hồ đa mi ha. Đi xuống dưới đó có một cái hồ nước rất là to. Tí nữa xuống dưới có năng anh em mình đứng lại chụp tấm hình. Rồi đi tiếp ha. Cà phê ngon á, cà phê sữa ngon. Ngon mà mắt. Cà phê sữa ngon. Chả thấy ngon vậy. Thế uống cà phê sữa không? Ngon quá nè. Thì cái đèo Đa Mi này đẹp lắm. Anh em muốn trải nghiệm thì anh em trải nghiệm ha. Nhưng mà đầu đường từ quốc lộ 20 vô quốc lộ 55 nó hơi xấu nè. Xấu lắm. Cái này ok. Cái gì mới ngồi rồi đi vậy? Cứ từ từ đi chạy. Đi 50 phút rồi nữa đi. Mới đặt nước gọi lực ly cà phê ra cái sọt bắt đầu đi rồi. Mấy khứa này muốn cho nhà hết. Rồi anh em mình làm ly cà phê đi mọi người. Thì cái view mình muốn quay cho anh em xem rồi đó. Quê quá ta. Nè yeah, thanh niên này cái mặt này đi tour em qua không chịu ngủ rồi anh em. Đó, giờ buồn ngủ. À, nhìn những cái đó có cái vườn trái cây đây, vườn cây sầu riêng nhìn đã ghê á, hợp lý quá. Ok anh em đi tiếp thôi anh em ơi. Thì nói chung là cà phê đầu tiên được cỡ 15 phút thì mấy anh em chưa hơi đi sớm ngồi lâu. Thank you.
view đẹp như vậy mà anh em không đứng lại, chán anh em ghê á. Thôi rồi, quá tuyệt, quá là đẹp luôn anh em. Mình quay cho anh em xem một cái khúc cảnh ha. Nè, hồ Đa My nè anh em. Đây có một con đường mình không biết đi đâu ha. Quá đã luôn, quá đẹp luôn anh em. Xem mà nó kêu cái gì á, để mình nghe kỹ lại coi nè. Ok, vào đèo nha anh em. Thì cái chạy đèo là cái đam mê đối với mình khó bỏ lắm anh em. Mỗi lần đi tour là cỡ nào cũng phải chạy đèo. Chạy mà hết cái kiểu mà ôm cua, làm cái cảm giác mà vô số, dồn ga, dồn số rồi điểm ga trong cua đó anh em. Chạy rất là đã ha. Thì cái đoạn này nói chung là xe mình cái bánh xe nó cũng hơi trượt nhẹ nhẹ đó, nên là cảm giác mình cũng hơi rén rén anh em. Nhưng cái đoạn này mình cứ chậm chậm lại, không nào đẹp mình mới dám đẩy thôi. Anh em cùng đổ cua, bắt cua với mình nha. Thì mình chạy cũng không có cứng lắm, nhưng mà cũng tương đối đủ đi anh em. Anh em cùng xem cho vui nha. We'll be right back.
A few moments later. Rồi, cho em nó bộ xe nó chạy cho đỡ buồn ngủ anh em ơi, nó kêu nó buồn ngủ quá rồi. Chạy từ nha. Ok, thì thằng em nó buồn ngủ quá, mình đưa xe nó chạy nha anh em. Thì lâu lâu mới có dịp ngồi sau lưng xe chủ lò chở đi tour anh em. Thì xe ổng đi bài 65+7 nhưng mà vô im anh em. Cho nên là nó im thiệt, công nhận là im thiệt. Nó nổ cỡ 65 dinh dinh anh em mà chạy khiếp hồn lắm. Ổng chở mình đi nhưng mà ổng dặn là mình nghe cái cảm giác rị ghê gớm lắm kìa anh em. Xe ổng cc đến nó xua xe mình tầm 10 thôi anh em. Đó, đây cũng là một cái dịp để mà ngồi xe người khác để nhìn xe mình ha. Coi người khác chạy xe mình, coi xe mình có cái gì nó chưa ok không để mà chỉnh sửa để mà làm lại nha anh em. Thì thấy cũng được anh em. Rồi giờ anh em mình đổ về thôi. Thì vừa hết đèo Rami giờ tụi anh em tụi mình đi tắt về quốc lộ 20 vòng về lại bên nhà tụi mình nha anh em. Thì khoảng đường về còn 100+ cây nữa. Thì thấy có gì hay mình sẽ quay cho anh em xem. Đều ta mướt rồi anh em. Đây là cái đèo tạm mướt rồi, hơi xấu rồi nè. Đèo tạm mướt xấu quá nè. Đường nó đang hư hết rồi. Wow. Nhưng mà cong vèo vèo đã thiệt. Wow. Sau xe chủ lò cho chủ lò chở đi cho nó đã. Còn mới bong đầu cái mà bấm cao không kịp. Quá, đường xấu. Sao nãy cái cô đổ xăng bà nói đường xấu. Cái cô đổ xăng bà nói đường xấu lắm. Nó kêu đi có đoạn xấu lắm. Nó đang làm. Hôm bữa chứ không đường này với đường kia. Đường này gần. Đi đường cấp lúc. Đi thử cho biết chứ. Cho đường đúng không? Ừ. Sao chị? Chị sao ấy? Lên đẩy cho khúc. Cho chị hết xăng. Hết xăng hả? Đẩy cho khúc. Đẩy cho chị quay xe nha. Xong rồi mình tiếp rồi đi quay xe. Dạ cũng được. Thôi để em đẩy mua xăng cho lẹ chứ. Ủa là sao? Ý là sao? Ý là sao? Rồi bắt đầu chạy quay ngược lại đây. Thôi em đẩy thôi. Ý là đẩy luôn, chị lên xe được không? Không, đẩy xa mà nào. Vậy để em, dạ, em chị qua ngồi nha, em qua xe em lái cho. Đang bấm cái cam này, người bông đầu giật mình luôn. Bà kia. Ok. Dạ được. Rồi, đẩy giùm chị luôn. Hết xăng. Trái không à?
kỳ quá ta. Nó cứ nè sao anh em ơi, cái xe kỳ quá. Hay là do nó đẩy một bên nó, cái loại phục nó vậy ta. Chứ mình chưa bao giờ mình nghe chiếc xe nào mà nó kỳ vậy đó anh em. Nó đẩy cái đầu qua phải mà, cái tay phải mình phải chịu, tay trái mình phải kéo nè anh em. Kỳ lắm. Và đi SH để hết xăng thì mình dắt sao nổi chiếc xe trời. Ủa không, do đẩy anh em, đẩy cái xe nó nghiêng qua bên. Nó lạ lắm, nó không giống xe thường của mình. Do đẩy á, nếu mà thằng em nó thả cái chân ra thì mình nghe cái xe nó vẫn đi thẳng bình thường. Nhức cái nách luôn. Trời thì đang mưa ha. Nếu mà đẩy bộ thì tới đâu lâu mới tới anh em. Chưa thấy cây xăng nữa. Thì nói cây xăng cách cả cây hơn cây số. Chắc là phía trước này nè. Cây xăng tới rồi, tới rồi. Cây xăng bữa anh em mình đổ luôn á. Dạ, đi luôn coi. Hả, đổ luôn á, bao nhiêu cây rồi? 18 hả? 18 là được. Mới ba mấy ấy. Mới 4 mấy cây à. Đi luôn đi. Đây. Đi hơn 30 cây nữa đổ. Rồi cảm ơn. Cái đường này đi đâu tao? Đèo đúng không? Ra dốc 5 cây lại đó. Dạ tỉnh á. Nó làm bốc đầu ngon. Cái bữa anh với em ăn đó kìa. Bốc nữa hay gì nữa, ghê lắm. Đầu ngon đã được cái xả chết. Thôi ghê lắm. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nó bông đầu hoài ghê quá nè. Nó sợ rồi còn bông đầu nữa. Ê ghê. Đây chỉ là bông. Nói chung là giúp hai mẹ con được thuốc rồi, đỡ rồi. Chứ không có rồi, để làm lâu lắm ha. Để đi mà được mà tới chỗ đổ xăng là hơi đuối luôn á nè.
đủ chưa? Máu có gửi gì bên Huy không? Nhớ của chị. Anh em thì gần tới nhà rồi anh em, còn hai mấy cây nữa, xê quá. Qua ôm xe đỡ buồn ngủ anh em ơi, không ôm xe nó buồn ngủ ghê gớm. Hai mấy cây nữa về tới nhà rồi, chiến tour vậy là ok rồi anh em. Phơi thì cứ chưa, chỗ thì mưa, chỗ không mưa thì còn hai anh em mình cách nhau 7 cây số thì đi ngang về là chế nhờ nhà người anh em này xong rồi tới nhà mình rồi. Ok anh em, mới tới nhà anh em ơi. Đuối dễ sợ anh em, mình ghét nhất là đi cái kiểu mà cứ vừa mưa vừa nắng anh em. Quá mệt. Thì tới nhà bình an là ok anh em, đi được rồi được ha. Xe dơ nè, trời ơi, cho anh em xem. Chà. Nhìn lắm nè. Hồi nãy nguyên một cục đất luôn anh em, chạy mưa nó văng rồi. Xình nó cuốn dơ văng hết rồi. Trời ơi, tha hồ mà rửa xe luôn anh em. Cái cổ bô ra, cổ bô màu đỏ luôn mà. Ngéo nè, cục máy nè. Nhức cái đầu thật chứ. Ghê gớm không? Giờ mình cất xe thôi, mai tính đây nè. Mệt quá à. Mệt thiệt. Đi có 500 cây mà mệt thiệt. Cho anh em nghe tiếng máy nè. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi nè. Ok, ba anh em nha, cảm ơn anh em.